Hey, chào các bạn, mình là Vinh từ VT Fitness Day. Thì bây giờ là 3 giờ, mình sẽ đi tập trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nữa là mình sẽ đi tập. Thì trước khi đi tập mình sẽ ăn món này đây. Thì cái này là rau u với lại trái cây khô. Sau đó mình sẽ ăn thêm cái bar này nữa. Thì cái rau u này nó có rất là nhiều protein, một khẩu của nó là khoảng 12 gram, thì mình ăn hai hũ thì mình sẽ được 24 gram, cộng thêm cái bánh nữa thì mình sẽ được rất nhiều protein. Thì trước khi mình ăn, mình sẽ muốn nói tới một cái chủ đề mà có rất là nhiều người hiện tại đang thắc mắc và vẫn đang đi tìm câu trả lời mà không hiểu, cũng như có một số bạn cũng nhắn tin mình trên Facebook hỏi mình. Thì mình muốn nói chi tiết thêm và nói về cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề đó. Và vấn đề đó như sau: có một bạn ở trên mạng nhắn tin hỏi mình là ăn bao nhiêu bữa là tốt nhất để tăng cơ, tăng cân hoặc là giảm mỡ. Thì đối với mình, theo cái kinh nghiệm của mình cũng như những cái thông tin mà mình tìm được ở trên mạng á, thì cái số lượng bữa ăn trong một ngày của bạn là không có quan trọng, không có nhất thiết phải quan tâm tới, mà cái điều bạn cần quan tâm tới nhất ở đây á là cái lượng calo bạn nạp vào cũng như thải ra trong mỗi ngày. Thì cái lượng calo này tùy vào cái mục tiêu của mỗi người khác nhau sẽ có một lượng calo khác nhau. Ví dụ bạn muốn tăng cân, tăng cơ, xả cơ thì sẽ có một cái lượng calo dành riêng cho bạn. Hoặc là bạn muốn giảm mỡ, giảm cân thì sẽ có một cái lượng calo khác cho bạn. Ví dụ ở đây mình đang xả cơ, mình muốn tăng cân, tăng cơ thì mình phải ăn một cái lượng calo rất là cao trong mỗi ngày. Thì hình như mình ăn khoảng 3.200 calo một ngày, thì đối với bạn sẽ khác, của mình sẽ có thể là cao hơn hoặc có thể là thấp hơn. Thì đi đâu để tìm được cái lượng calo dành riêng cho bạn? Thì mình sẽ quay một cái video riêng khác sẽ nói chi tiết hơn, nói nhiều hơn về cái lượng calo dành riêng cho bạn, cũng như chỉ bạn cách cách tính cái lượng calo cũng như cái lượng mỡ, lượng tinh bột, lượng chất đạm dành riêng cho bạn trong một ngày. Thì các bạn hãy follow mình và mình sẽ quay một cái video và sẽ cho video đó ra rất là sớm, nên các bạn gán đợi nha. Thì sau khi các bạn tìm được cái lượng calories cần thiết dành cho bạn trong mỗi ngày, thì các bạn sẽ dựa vào đó và đặt cái đó là một cái mục tiêu hàng ngày cho bạn. Ví dụ như của mình là 3.200 calo một ngày, thì mình sẽ dựa trên 3.200 đó mà mình chia bữa ăn cho mình, hoặc là mình cứ thích ăn giờ nào mình cứ ăn giờ đó, miễn sao cuối ngày mình phải đạt được cái mục tiêu phải ăn đúng cái lượng calo cần thiết cho mình là ok. Vì vậy các bạn đừng có nên mà suy nghĩ là muốn tăng cân, tăng cơ hay giảm mỡ là phải ăn 7 bữa, 6 bữa, nó không có nhất thiết quan trọng. Ví dụ như có những bạn mà phải đi làm hoặc đi học thì họ đâu có đủ thời gian mà để ăn hết tất cả các bữa đâu. Vì vậy cái số lượng bữa ăn không quan trọng nha các bạn. Mình xin nhắc lại, số lượng bữa ăn không quan trọng, mà quan trọng nhất á là lượng calo cần thiết cho bạn trong một ngày, tùy vào cái mục tiêu của bạn. Ok, thì nói sơ qua nhiêu đó thôi. Thì mình sẽ làm một cái video khác nói nhiều hơn về cái chế độ dinh dưỡng cũng như cách tính calo dành riêng cho bạn, cũng như cách tính cái lượng mỡ, lượng tinh bột, lượng chất đạm trong mỗi ngày cho các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ ăn cái đồ ăn, cái tô rau u này, xong rồi mình sẽ ngồi coi phim xíu rồi mình sẽ đi tập. Mình sẽ dẫn các bạn vào buổi tập của mình. Ok, chào các bạn, hiện tại mình đang chạy xe tới phòng tập của mình. Thì hôm nay buổi tập của mình là buổi tập kéo, những bài tập liên quan tới kéo như kéo xà, kéo lưng. Thì chủ yếu là tập lưng và tay trước. Thì mình sẽ dẫn các bạn tới phòng tập cùng với mình. Thì gặp lại các bạn sau nhé. Chào các bạn, bước vào cái buổi tập lưng và tay trước ngày hôm nay, mình sẽ chọn cái bài tập này để khởi đầu buổi tập. Thì
Mình rất là thích cái bài tập này cũng như là cái máy này, bởi vì trên cái máy nó có cái nệm để cho các bạn để cái ngực nó sát vào, thì khi bạn để ngực sát vào cái nệm thì cái phần cơ thể của bạn sẽ được cố định, các bạn có thể tập nặng hơn, có thể điều khiển cái cơ cơ lưng một cách tốt nhất, có thể cảm giác cái cơ lưng nó hoạt động. Thì ở đây mình tập bài này 3 lần, mỗi lần mình tập 8 cái, và mức tạ mình chọn cho bài này, mình chọn mức tạ phù hợp với cái sức của mình chọn cái mức tạ nào mà mình có thể điều khiển nó lúc mà mình kéo vào cũng như lúc mình cho đưa tạ ra. Thì mình khuyên các bạn cũng khi chọn tạ nên chọn cái mức tạ nào vừa với sức mình mà cái mình có thể điều khiển nó. Thì một cái tip khi tập lưng thì ở đây khi bạn kéo tạ, bạn nên suy nghĩ là bạn dùng cái cùi chỏ của mình kéo tạ, cái tay chỉ là một cái công cụ để lên, bạn đừng có suy nghĩ, đừng có quan tâm nhiều vào vào tay, đừng có dùng cái tay nguyên cái cơ tay của mình để kéo tạ, tại vì như vậy thì cái cơ tay sẽ hoạt động nhiều hơn, bạn vẫn có thể cảm giác cái cơ lưng nhưng mà không không có nhiều. Ok, thì sau cái clip này mình có quay cái clip từ một cái góc độ khác, cũng cái bài tập y chang nhưng mà ở một cái góc độ khác từ phía sau lưng của mình để các bạn có thể thấy rõ hơn từ phía sau. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình khi mình kéo tạ mình giữ lại một đến khoảng 2 giây rồi mình mới để tạ ra, mình muốn gồng cái cơ đó, cảm giác được cái cơ đó như đây, thấy chưa? Đó, thả ra, gồng giữ lại 1 giây, thả ra, giữ lại chút xíu, thả ra, mình muốn điều khiển cái tạ đó, mình làm chủ được cái tạ đó thì mình mới có cảm giác được cái cơ nó tốt hơn, thì phát triển tốt hơn. Ok, bước vào bài tập tiếp theo là bài tập kéo lưng. Ở bài tập này mình tập 3 lần, mỗi lần mình tập 8 cái như bài trước. Thì cũng như cái bài phía trước thì các bạn cần lưu ý là phải điều khiển tạ và đừng có để cái tạ điều khiển mình, mà mình muốn cảm giác được cái cơ lưng của mình. Khi tập bất cứ tập cái cơ nào các bạn cũng phải muốn cảm giác được cái cơ đó, ví dụ các bạn tập ngực thì bạn muốn cảm giác được cơ ngực, còn tập lưng thì mình muốn cảm giác được cơ lưng, và luôn phải chọn cái mức tạ phù hợp với mình, đừng có chọn những cái tạ mà mức tạ quá nặng mà các bạn phải dùng tới đà để kéo mà không dùng cơ lưng kéo thì như vậy sẽ không tốt. Mình thấy có một số người vô chọn tạ rất là nặng và họ dùng đà để kéo tạ chứ không phải là dùng cái cơ cơ đó để kéo, vì như vậy là không có tốt nha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy mình tập rất là chậm, mình điều khiển tạ và mình gồng cái cơ mà mình muốn tập. Vì vậy mình khuyên các bạn nên tập giống mình, quan trọng là cái form và luôn nhớ cái điều mình nói, mình điều khiển tạ chứ không phải là tạ điều khiển mình nha các bạn. Thì ở bài tập tiếp theo này mình đổi qua cái thanh này đây, cái thanh chữ V, từ cái thanh dài đổi qua thanh chữ V. Thì bài này mình rất là thích nên mình luôn tập nó trong cái cơ vai của mình, bởi vì khi tập cái bài này mình cảm giác cái cơ lưng của mình nó hoạt động rất là tốt, cảm giác được nhiều hơn. Thì cũng như những cái bài trước, cần lưu ý là chọn tạ một cách phù hợp, điều khiển tạ và cảm giác cái cơ lưng của mình, đừng có dùng đà để kéo tạ. Ok, thì trong sau bài đó mình chọn bài này là bài tập này cho cái cơ vai sau của mình. Thì ở bài này các bạn nên lưu ý là đừng có chọn tạ quá nặng, ở đây mình chọn mức tạ nhẹ và mình tập từ 12 đến 15 lần, chủ yếu khi mình kéo vào mình gán gồng cái cơ vai để cảm giác được cái cơ vai sau của mình hoạt động. Bài này rất là tốt cho phát triển cơ vai sau, thì có rất là nhiều người tập bài này nên mình cũng chọn bài này cho để phát triển cái cơ vai sau của mình. Thì bạn nào đang muốn phát triển cơ vai sau thì nên tập bài đó. Ok, thì bước vào bài tập tiếp theo là bài tập dành cho cái cơ tay trước, là mình chọn bài này là cuộn tạ búa.
Thì mình tập 6 lần, mỗi lần mình tập 8 cái. Tại sao mình tập tới 6 lần nhiều như vậy? Bởi vì cái cơ tay là cái cơ mà yếu nhất trên cơ thể của mình. Thì hiện tại mình đang xả cơ. Thì mình muốn trong quá trình xả cơ này mình tập trung nhiều vào cái cơ tay của mình hơn. Thì mình muốn nó phát triển tốt hơn để khi mình xả cơ xuống nó có thể nét, nhìn nét hơn và bự hơn. Thì ở bài tập này nó cũng như những bài tập trước, các bạn cần lưu ý là cái sự điều khiển tạ và cái cảm giác cơ của các bạn nha. Thì ở đây các bạn nên chọn mức tạ phù hợp với mình. Ở đây mình chọn 30 pounds thì không có nặng cho lắm. Mình muốn là điều khiển nó lúc đi lên cũng như lúc đi xuống, và dùng cái cơ tay của mình để cuộn tạ lên, chứ không phải là dùng đà để cuộn tạ. Như vậy cái cơ tay của bạn sẽ không có phát triển tốt nhất và không có hoạt động một cách tốt nhất. Mình thấy có rất là nhiều người vô và chọn cái tạ rất là nặng và họ đung đưa người và dùng đà để kéo tạ lên, như vậy là không tốt nha các bạn. Thì các bạn nên lưu ý cái điều đó. Thì các bạn nên tập theo mình để phát triển cơ một cách tốt nhất nha. Và cái ở đây á, là cái lịch tập trong buổi tập ngày hôm nay, thì có bạn nào mà thích tập theo của mình thì có thể dùng những cái bài tập này để tập theo. Và có bạn nào mà có cái thắc mắc hoặc có những cái câu hỏi mà muốn mình trả lời về tập luyện cũng như dinh dưỡng thì có thể comment ở phía dưới, mình hứa mình sẽ trả lời một cách sớm nhất cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem, và đừng có quên là nhấn nút đăng ký và nút like. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.